Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Lịch thi đấu thể thao Việt Nam ngày 26 tháng 7, ánh viên Thùy Linh tỏa sáng. Ánh viên bơi và Thùy Linh cầu lông sẽ là hai vận động viên Việt Nam tranh tài trong ngày 26 tháng 7 tại Olympic 2020. Bơi lội, Nguyễn Thị Ánh Viên, vòng loại nội dung 200m tự do, 19 giờ 5 phút vòng loại nội dung 200m tự do nữ ở môn bơi tại Olympic 2020 sẽ diễn ra từ 17 giờ. Có tổng cộng 29 vận động viên sẽ tranh tài ở nội dung này, thông số chuyên môn của ánh viên ở nội dung 200m tự do nữ là 2075. Đây là thành tích mà kình ngư người Việt Nam đạt được ở SEA Games 30 vào năm 2019 ở Philippines, vòng loại 200m tự do nữ có 4 lượt vòng loại. Tiểu tiên cá ánh viên sẽ thi đấu ở lượt thi đấu thứ hai với các đối thủ tới từ Slovenia, Đoàn Dốc, Pháp, Mỹ, Australia, Canada. Theo dự kiến lượt đấu này sẽ bắt đầu vào lúc 19 giờ 5 phút. Đáng chú ý, trong nhóm thi của ánh viên có ứng cử viên nặng ký cho nội dung này là Kathleen Lezeki, Mỹ. Cô đã giành huy chương vàng ở nội dung 200m tự do nữ ở kỳ Olympic 2016. Sau vòng loại, 16 vận động viên có thành tích tốt nhất sẽ thi đấu ở vòng bán kết, để chọn ra 8 gương mặt cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết, Cầu Lông, Nguyễn Thị Thùy Linh. Vòng bảng đơn nữ, 14 giờ ở lượt trận gia quân, tay vợt Thùy Linh đã khởi đầu thành công khi giành chiến thắng trước đối thủ người Pháp gốc Trung Quốc. Quy Su ở lượt trận đầu tiên bảng P. Đây là chiến thắng cho thấy nỗ lực của Thùy Linh khi phải đối đầu với đối thủ xếp trên 8 bậc trên bảng xếp hạng Cầu Lông Thế Giới. Tới lượt trận thứ hai, Thùy Linh sẽ gặp tượng đài cầu lông tai TZU, hình người Đài Loan, Trung Quốc, đây là tay vợt xếp hạng số 1 thế giới. Không những vậy, tai TZU, hình còn chiếm giữ vị trí này trong 148 tuần liên tiếp. Tay vợt sinh năm 1994 nổi tiếng với lối đánh biến hóa, với khả năng đập cầu rất mạnh. Trong sự nghiệp, tai TZU, hình đã 3 lần vô địch giải cầu lông toàn anh, giành huy chương vàng Asian Games 2018, bên cạnh đó. Cô đã giành tới 26 danh hiệu khác trong hệ thống của Liên đoàn Cầu Lông Thế Giới, BVKF, bao gồm 12 thuộc Super Series, 11 ở World Tour và 3 tại World Tour Fina. Ở vòng bảng môn cầu lông nữ Olympic 2020, chỉ có tay vợt đầu bảng được giành quyền đi tiếp. Cả Thùy Linh và Tai Tê Ying đều giành chiến thắng trong trận đấu gia quân. Tai Tê Ying đang tạm xếp trên nhờ hơn hiệu số. Do đó, Thùy Linh sẽ phải bước vào trận đấu một mất một còn với Tai Tê Ying. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn rất nhiều nhưng tay vợt của Việt Nam được kỳ vọng sẽ làm nên điều thần kỳ. Djokovic, Medvedev ra trận ở môn quần vợt vào hôm nay, vòng hai nội dung quần vợt đơn nam ở Olympic Tokyo sẽ diễn ra với một vài trận đấu đáng chú ý như sau. 10 giờ 30 phút, Alexander Veze, Daniel Galan 12 giờ, Sumit Naga, Jamet Medvedev; 13 giờ 30 phút. Novak Djokovic, Zen, Lena Chuk 13 giờ 30 phút, Pablo Cazeno Buta, Majin Silik Hát Long,